Chào bác, chào các anh chị. Hôm nay em sẽ sơ qua một chút về cái việc thứ nhất là cái cây đây là cái bông kiếm thái, cây vàng lưỡi trắng anh chị nhá. Đấy. Thì cái cây này chắc nhiều anh chị mua của em thì chắc cũng nở hoa rồi. Đấy thì cây này cây em gọi là cây vàng lưỡi trắng thái thì nó là một cái cây nó cũng là một cái cây đột biến của Thái. Nhưng cái cây thái này thì mọi người lưu ý là không cẩn thận sẽ có nghĩa là em sẽ nói hôm nay em sẽ nói về chủ đề có nghĩa là hàng Thái hàng Việt và cái cánh hoa của nó, cánh hoa vai hoa để chúng ta cùng nhận biết được rằng là bông hoa như thế nào là đẹp, như thế nào là giá trị, như thế nào là vai ngang, như thế nào là vai bay, như thế nào là cánh bầu các thứ anh chị nhé. Về đơn giản vậy thôi thì em sẽ nói ngắn gọn nhất để chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất. Cái cây kiếm thái này thì thân lá của nó thì không gì đặc trưng cả. Em nói rồi, cây này em chỉ gọi là vàng lưỡi trắng thôi bởi vì nó không gì đặc trưng nhiều. Thì cái cây thái này cái thân lá của nó vàng lưỡi trắng này, thân lá chẳng khác gì cây số 3 cả. Mà nó cũng chẳng khác gì cây số 1. Nếu như mà anh chị mà không nhận ra nó dáng lá của nó cũng lá võng này. Củ dài anh chị nhá. Đấy. Nó rất là đặc trưng, nó rất là chung chung. Nên nó không đặc trưng gì cả. Còn cái cây này thì đây thì nó là cái cây vàng lưỡi trắng này. Đây. Thì hôm nay thì em sẽ nói nôm na về một chút về cái tiên vũ cũng như là cái lô hộ để chúng ta nhận biết hiểu rõ hơn về cái việc đó chính là cánh bầu, cánh bay, cánh mai, cánh sen, vai ngang, vai bay nó như thế nào. Và cái việc là cây thái, cây rừng thì nó khác nhau ở những cái điểm gì thì đều là nhận định ấy. Thì bây giờ em vào cái việc đó chính là nhận định về rừng nguồn gốc Việt Nam hay Thái Lan. Thì đây anh chị nhìn cái cần hoa, tổng thể cả một cần hoa nhá. Tổng thể cả một cần hoa. Nếu như mà để mà nói chia hoa thì cái chỗ này nó bị khuyết đúng không ạ? Chỗ này nó hơi thừa, dưới này dày hơn. Nó khuyết đây này, không khác gì cái cây kiếm Huế. Nếu như anh chị mà dựng lên như này hoặc là mấy ông mà dựng lên như này thì nó cũng, nếu mà chúng ta chưa biết thì nó rất là người mình cũng hay biết sơ, nghĩa là cái chỗ đầu tiên của cái kiếm sách Huế này nó hơi bị khuyết ở chỗ đầu đấy đúng không? Nhưng mà khi người ta vén lên như này thì nó lại không còn khuyết mấy. Đấy, thế nên là không nói lên điều gì cả. Khi mà quan trọng là cái cần hoa này đúng không? Cần hoa mà chúng ta để những cái vị trí nào. Ví dụ như cây sách Huế là mọi người sẽ thấy là nó ra hoa là khoảng tầm độ 10 đến 10 15 cm nó sẽ một cái đoạn này nó sẽ rất là thoáng này, xong rồi sau dưới sẽ dày. Đấy là của sách Huế. Đấy là đặc trưng của cái cây sách Huế. Thì thực ra cái thái cây sách Huế thì nó cũng xem nào, quan trọng là cái thời điểm mà chúng ta để cần hoa như nào thôi. Đây này, cần hoa chúng ta để như này thì nó xem sách Huế đúng không? Thả xuống này thì nó lại ở dưới. Nhưng từ gốc nó ra thì nó mất khoảng tầm 15 cm thì là cái độ thoáng của cái đoạn này nó hơi thưa hơn so với các đoạn khác. Thì đấy là mọi người có thể là cũng đã nở cái sách Huế thì cũng biết rồi. Thì đấy là cái thứ nhất, nhưng mà cái thứ hai đó chính là cái việc của một cây thái này. Đây mọi người nhìn cái cây thái cần hoa này mình gọi là tương đối thẳng đúng không? Tương đối thẳng, nó không được thẳng như là cái thước. Nó không được thẳng như là một cái thẳng tắp. Nhưng có nghĩa là nó vẫn hơi nhạc nhạc. Nhưng mà thế này thì mình cũng gọi là cần thẳng rồi. Còn nếu như mà cái việc mà cây thái mà là cần thẳng hay là cần dính rắc ấy thì không quan trọng anh chị nhá. Quan trọng là cái cây chúng ta đang chơi nó là cái cây như thế nào và chúng ta biết được nó ra làm sao. Chứ còn nếu như mà cứ nói là cần dích dắc và thái thì là không đúng. Cây của em đây đang trước mặt anh chị đây, mọi người nhìn như này là cần thẳng rồi đúng không? Đấy, thì cây này gọi là một cây thái và cần thẳng. Thì quan trọng là cái độ đẹp của nó và cái độ thân lá của nó thì nó sẽ đánh giá giá trị thôi. Chứ còn thứ cây thái rất là rẻ. Đấy, nhưng một cái cây như này chỉ vài trăm nghìn thôi anh chị nhá. Anh chị có thể liên hệ bên em để được mua những cái cây kiếm sách thái như này, xanh vàng như này để mọi người cùng chơi cho vui. Đấy. Tiếp theo là đến cái bông hoa của nó anh chị nhá. Bông hoa anh chị nó nhìn thì như bông hoa anh chị đang nhìn ở đây thì nó cũng là màu xanh vàng đúng không? Khi mới nở thì nó màu xanh, khi mà nở lâu rồi thì nó màu vàng. Đó là chuyện đương nhiên của cái cây tiên vũ. Và khi mà nở vào cái dịp mùa xuân hè như bây giờ này thì nó tỷ lệ màu xanh nhiều hơn. Có nghĩa là nó có khả năng xanh ấy anh chị ạ nhá. Có khả năng xanh nhiều hơn. Thì khi mà còn cái vào anh chị mà nở cái tầm dịp tháng 6, tháng 7, tháng 8 ấy thì là cái tỷ lệ hoa nó nở ra phát vàng ươm luôn. Đấy, nhưng còn cái mùa xuân hè thì là nó xanh, mùa hè thu nó vàng. Anh chị có thể xem lại những cái video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của cái cây kiếm sách Huế nhá, thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cái việc đó chính là cái cây nào là cái cây mùa nào hoa nó vàng, mùa nào hoa nó xanh thì mọi người có thể xem lại cái cây kiếm sách Huế em nói rất rõ rồi. Thì đấy là nói về màu sắc cây kiếm trắng, các anh chị mua bên em thế, nó có những cây kiếm trắng lúc đầu nở vàng, lúc sau nở nó sẽ là có mùa màu trắng, có mùa màu vàng. Nhưng mà thường những cái cây mà nở mùa xuân hè này thì nó hoa trắng nhiều hơn. Còn nở mùa hè thu thì nó vàng. Đó là nó cũng như cái dòng tiên vũ này. Đấy, riêng lô hội nó như thế. Lô hội có nghĩa là nó màu trắng nhiều hơn và màu vàng trắng ngà ấy. Đấy, còn cái mùa thu, mùa xuân hè thì là màu trắng ngà.
và mùa hè thu thì là trắng ngà với vàng đấy. Thế nên là mọi người đừng thắc mắc khi mà nó nở nó có màu nó có lệch lạc ấy. Đó là chuyện đương nhiên của cái cây lan kiếm, nó rất là đơn giản. Cái việc mà anh chị mua hoặc là thấy một cái cây như thế này này mà nhiều người ta bảo là thân lá rừng ấy, thì anh chị cần phải tìm nguồn gốc. Bởi vì khi mà những cái cây mà anh chị chưa thực sự hiểu biết ấy, thì nên tìm hiểu xem là thực sự cái cây đấy nó là rừng hay là thái, giá trị nó bao nhiêu để mình mua cho nó vừa. Chứ chúng ta cũng chẳng đánh giá về cái việc là cây thái đắt hay cây rẻ, cây rừng đắt cả. Bởi vì chúng ta chơi đa dạng, chơi vì giá trị của cây chứ không phải là giá trị của cái tên. Quan trọng là mọi người nhìn thấy hoa và mọi người đánh giá cái bông hoa của nó xứng đáng được tầm bao nhiêu tiền và trị giá bao nhiêu, thì là mọi người xuống tiền mọi người mua thì đỡ lãng phí cái đồng tiền của chúng ta. Thì chúng ta đừng quá đánh giá vào một cái tên anh chị nhé, đừng quá đánh giá vào một cái nguồn gốc, đừng quá đánh giá vào những cái giá trị mà bị người ta thổi quá nhiều. Chúng ta phải đánh giá được cái bông hoa thì và nó như thế nào. Thì hôm nay bây giờ em sẽ vào cái phần đánh giá bông hoa để chúng ta cùng biết và rõ hơn về cái việc bông hoa. Bông hoa thì mọi người thường là cũng biết rồi. Đây thì vẫn tổng thể ở đây, mọi người nhòm từ nãy giờ chắc là cũng biết cái tổng thể của nó. Tổng thể như này chúng ta gọi là chiêu hoa khá là đẹp đúng không ạ? Chiêu hoa khá đẹp thì mỗi tội là cái điểm này nó bị thưa hoa này. Điểm cái ngón tay em đang chỉ vào á, nó là bị thưa hoa. Nếu như nó dày đều chưa đều thì nó sẽ là đẹp hơn đúng không ạ? Như anh chị có thể nhìn thấy cái phần trí của em nó dày hơn cái này rất là nhiều. Đấy, thế nên cái mà khi mà một cần hoa nó càng nhiều hoa càng dày hoa thì nó càng đẹp càng đắt đúng không ạ? Đấy là về tiêu chí của tổng thể. Tổng thể là nó phải được nhiều hoa, chia hoa, dày hoa. Đấy, chia hoa, dày hoa và phải đều nữa cơ. Đấy, từ trên xuống dưới. Đấy, mọi người nhìn cái đoạn này nhá. Đây, nếu như em chỉ chụp đoạn này không thì mọi người sẽ nhìn thấy rất đều luôn. Thế này là tương đối là đều rồi. Chứ nó không đều tăm tắp như quân đội thì là không thể được. Đấy. Đấy, thì chỗ này thì nó cũng có điểm khuyết đây một tí. Đấy, thì nó là cần hoa mà. Thì nó tùy từng cây. Anh chị có thể xem lại cái video, những nhiều cái video về lan kiếm của cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Thì anh chị sẽ hiểu hơn. Hoặc là địa lan. Đấy, bởi vì địa lan hay lan kiếm thì là nó là như nhau. Khi mà anh chị chơi thì anh chị sẽ hiểu là cái vấn đề chia hoa nó như thế nào và đẹp. Chia hoa tam diện, tứ diện hay là chia hoa một bề như nào đó. Đấy thì mọi người xem thêm nhá. Tam diện, tứ diện nghĩa là vòng tròn ấy. Đấy. Tiếp theo là cái về khuôn cánh. Khuôn cánh thì anh chị có thể xem thêm nhiều những cái video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa thì em cũng nói. Tại vì là mình phải xem nhiều cây, mình phải biết nhiều cây cơ. Chứ còn nếu mà mình xem mỗi một cây mà mình đánh giá được hết ấy, thì nó rất là khó. Rất là khó anh chị nhá. Thì đây là một cái cây dạng cánh gọi là bình thường đi, chúng ta hiểu nôm na nó là cánh bình thường. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, ba cánh đài ngoài của nó chia đều ba góc ba hướng. Đấy, và hai cánh đài trong đỡ trụ nhụy. Đấy, và cái môi hoa của nó là màu trắng. Nếu mà để chúng ta xét tính điểm và tổng thể các thứ ấy, thì cây này là một cái cây ăn ba. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nó là một cái cây ăn ba. Cây ăn ba thì nếu mà xét về đột biến như này là nó là cây quý rồi, đúng không ạ? Nếu về một cái cây tiên vũ bình thường với một cái cây như thế này thì đương nhiên cây này nó sẽ quý hơn là cây tiên vũ bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì cây này nó là đột biến hoa xanh vàng. Còn cái cây hoa màu trắng tím, vàng tím thì nó chỉ là một cái cây mà nguồn gốc rừng nó có sẵn thì nó sẽ có tỷ lệ nhiều hơn, thì nó sẽ không quý bằng cái cây này. Cây nào có càng ít thì càng quý anh chị nhé. Nôm na nó như thế. Về lan kiếm hay là về lan đột biến nó như vậy. Cây nào càng ít thì càng quý. Tiếp theo là cánh của nó. Cánh của nó thì như cái này là cánh cân này. Như cánh vai của nó là hai cánh dưới này anh chị nhé. Hai cánh dưới này là cánh vai. Anh chị có thể xem lại cái cây địa lan vàng vai ngang hoặc là vàng, hoặc là cây kiếm trắng vai ngang hoặc là vàng vai ngang, hoặc là địa lan vàng vai ngang. Đấy. Lan kiếm nó cũng có cái cây vàng vai ngang nhé anh chị nhé. Anh chị có thể lên xem thêm. Cái thông tin em cũng có đăng rất là nhiều trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Đấy. Ví dụ như vai ngang có nghĩa là hai cái cánh dưới này của nó này. Hai cánh dưới này nó ngang tắp như này, ngang như cái ngón tay của em này, gọi là vai ngang. Hai cánh dưới chứ không phải là hai cái cánh trên này đâu anh chị nhá. Hai cánh đỡ trụ nhụy ở trong này đâu. Hai cánh hoa này thì nó không nằm trong cánh đài hay cánh vai. Ba cánh ngoài này là ba cánh đài. Đấy. Ba cánh đài. Thì hai cánh trong này nó hai cánh hoa. Hai cánh hoa ở trong và một cái môi hoa và một cái trụ phấn. Trụ phấn này là nó để đỡ ra hoa đậu quả này. Đấy. Thì trong cái các thể đột biến ấy, thì nó có thể đột biến một nửa và một đột biến toàn phần. Như cái cây này vàng lưỡi trắng là đột biến toàn phần, bởi vì cánh của nó là cánh với môi hoa của nó là trắng vàng tím đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì nó chỉ có là màu xanh vàng thôi. Đấy, trắng vàng ấy, có nghĩa là không có màu tím. Thì nó có cái thể đột biến một nửa. Thì đột biến một nửa thì nó là cái dạng như kiểu là dạng semi. Mọi người hay gọi semi, có nghĩa là người ta sẽ đột biến của một phần trong cái bông hoa này. Ví dụ như đột biến ba cánh ngoài này, ba cánh đài này, đột biến hai cánh hoa
Đấy, ba cánh đài ngoài này nó có thể là sẽ là sạch tinh, không là ám tím chẳng hạn. Hai cánh đài hoa này thì nó có thể là dạng như kiểu là hai cánh hoa này này, hai cánh hoa thì nó có dạng là ba lưỡi, có nghĩa là hai cánh hoa này nó cũng dạng là một cái môi hoa này nữa thì gọi là ba lưỡi đấy. Đấy, nó có thể các thể các kiểu luôn. Thì trong phi điệp thì nó đa dạng hơn là cái kiếm này. Kiếm nó cũng đa dạng như phi điệp, và phi điệp nó cũng đa dạng, và địa lan nó cũng đa dạng. Thế nên chúng ta phải chơi nhiều loại thì chúng ta mới biết được cái sự đột biến của nó trong hoa lan. Còn cấu trúc của hoa lan thì là nó có 5 cánh, 5 cánh và một môi hoa và một chữ nhị, bông nào nó cũng như vậy. Đấy, anh chị nhá. Còn cái hai cái cánh hoa này thì nó có thể là sẽ là đột biến là hai cái môi hoa nữa, có nghĩa là đột biến là ba lưỡi. Đấy. Cái thứ hai đó chính là chớp. Chớp ở những cái cánh này. Chớp ở những cái cánh này thì người ta hay gọi là những cái cây chớp. Cái này anh chị có thể chơi những cái cây trầm ấy thì nó rất là đa dạng. Cái kiếm này rất ít. Môi hoa. Môi hoa của nó thì môi hoa của nó môi hoa trơn. Môi hoa trơn thì anh chị chơi địa lan thì biết rất là nhiều. Môi hoa trơn. Hoặc là trụ phấn trơn. Đấy, thì có nghĩa là như cái cây thủy trơn ấy, mọi người hay gọi thủy trơn, bây giờ gọi là vị hoàng ấy, hay là những cái cây sêm, cây thủy trơn ấy, bây giờ người ta hay gọi là đột biến một nửa semi ấy. Đại loại cứ một phần trên cái bộ bông hoa này có sự không giống bình thường mà được hết sạch màu tinh. Hết sạch tinh cái màu tím ấy là được, bởi vì nguồn gốc nó là màu trắng tím mà, hoặc là vàng tím. Thì cứ hết màu tím thì cái cây này thì nó lại là một cái cây gọi là có semi anh chị nhá. Nhưng phải hết sạch và ổn định trong nhiều năm. Chứ còn nếu mà để mà nó hết sạch mà trong ổn định trong một vài tháng hay các thứ thì nó rất là khó. Đấy, thì anh chị lưu ý lại như thế. Có những cái cây em trước khi kết thúc video thì mọi người, em vẫn muốn nói rằng mọi người hãy xem nhiều video ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì các anh chị sẽ hiểu được rằng là như thế nào là chia bông, khuôn hoa, cánh hoa, sự đột biến. Và cái cánh của nó, em quên mất nói về cái vấn đề đó, chính là cánh sen, cánh mai, cánh bay. Cái cánh của nó này, cánh này. Anh chị tưởng tượng là mọi người cũng hay nói chuyện là cánh sen, cánh bay, cánh mai ấy, và cánh bầu ấy. Thì mọi người cứ thấy cây nào cánh bầu thì mọi người gọi cánh bầu, cây nào cánh sen thì gọi cánh sen, cây cánh mai có nghĩa là cây rất là tròn, tròn như bông hoa mai. Cây cánh sen thì là cái cây cũng tròn, dạng như cánh bông hoa sen, và nó nở nó hơi khum như bông hoa sen, bởi bông hoa sen nó không bao giờ mở toác ra này cả. Có nghĩa là cả ba cái cánh ngoài này anh chị nhá, nó đều hơi khum ấy, thì người ta gọi là dạng cánh sen. Cánh bông hoa sen bao giờ nó cũng như này, bông hoa sen có bao giờ nó mở toác cái này đâu. Đấy, nó cũng kiểu gì nó cũng có phần mở toác nhưng vẫn có phần hơi khum. Đấy, đấy là cánh của bông hoa sen, nó vẫn hơi khum này anh chị nhá. Đấy, thế anh chị lưu ý là khi chúng ta chơi về nhiều dạng, ví dụ như lan kiếm, địa lan hay là phi điệp ấy, thì mọi người đánh giá được. Chứ bây giờ em thấy là nhiều người ta cứ copy bài nọ bài kia rồi thì phang tên cứ bừa bãi mà chẳng hiểu cái nào cánh nào cả. Đấy, thì anh chị lưu ý nhá. Anh chị phải chơi cả những cái món về tổng thể chia hoa và các thứ nhìn nhằng này thì anh chị mới hiểu được thực sự là cái giá trị của nó, cây nào là bông, nào là cái bông, cái nào là cánh hoa, cái nào là khuôn hoa, rồi chia hoa, rồi các thứ anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan đẹp cũng như cây hoa lan biến, cũng như là một số những cái kinh nghiệm của bản thân em chia sẻ để mọi người cùng biết và cùng tham khảo một cái nguồn thông tin. Cảm ơn tất cả các chị. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác, với những cái bông hoa lan đẹp. Thì đây là một cái cây kiếm vàng Thái và nó cần hoa nó thẳng tắp như là cây rừng. Thế nên nếu như mà bị nhét lên rừng thì anh chị cũng không thể nói biết chắc chắn là nó là cái cây rừng thật hay không, đúng không ạ? Ví dụ nhét lên nhà dân chẳng hạn. Thế nên là chúng ta phải tỉnh trong cái việc đó, chứ là mua khi là mua của những cái nhà vườn mà người ta cứ bảo là cây này cần hoa thẳng tắp và các thứ, nó là cây rừng nọ rừng kia các kiểu, mà chúng ta không check được thông tin các thứ ấy, chúng ta không tìm hiểu thực sự ấy, thì chúng ta sẽ bị lừa bịp rằng là cây này là cây rừng. Và cây rừng ở Việt Nam chúng ta thì đang bán rất là đắt, còn cây Thái thì bán rất là rẻ. Thế nên mọi người cần lưu ý để tránh cái trường hợp đó, chứ là mất tiền oan, như kiểu là cái cây rẻ quạt mà người ta vẫn hay gọi là cái xanh con tum, xanh gia lai hay là một số những cái tên khác. Bởi vì cái cây xanh rẻ quạt này thì người ta bán thành cái cây kiếm xanh Huế anh chị nhá, bởi thân lá nó khá giống. Và chúng ta không nên vì mỗi một cái tên kiếm xanh Huế mà chúng ta lại phải mua những cái cây mà về sau nó không đúng sự thật, làm chúng ta cảm thấy không thoải mái trong cuộc chơi này. Mọi người nhé, cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người.